Xin chào anh em, hôm nay mình có một trận dầm mưa đá banh tại sân CT Sport, đường Vườn Lài, quận 12 cùng với lại mấy anh em chủ sân. Và đây cũng là trận đầu tiên của mình sau một tháng trời bị chấn thương đầu gối. Sự trở lại này sẽ như thế nào đây, mọi người cùng xem nhé. Vừa đá luôn, mưa thì sao chứ. Dân chơi thì sợ gì mưa rơi. À biết đó đúng không? Nha, đá luôn nha anh em. Mưa tầm tã. Và hôm nay vẫn là một video clip đi đá bóng nhưng với một chiếc camera đội trên đầu. Hy vọng là sẽ đem lại cho anh em một số trải nghiệm thú vị. Ok, và bắt đầu thôi. Ồ, mới vô con trái rồi. Không ăn áo vít vô bạn à, còn gặp. Đây là Mã Hoàng Phúc, đã banh với mình từ những năm 2007 đến giờ. Phúc từng là thủ môn futsal chuyên nghiệp được 6 năm trong màu áo của Bệnh viện An Phước, Bình Thuận, và nghỉ chuyên nghiệp từ năm 2016, giờ chỉ đá bóng phong trào để giữ lửa đam mê. Hôm nay Phúc không chụp gôn mà lên đá tiền đạo cắm luôn. Anh em cùng xem nha. Nhào sau đây là quá dữ rồi. Còn đây là Chiến Toàn Công Tâm, chủ sân. Rồi, đá cánh rồi. Quả này mà chuyền qua đây là ngon rồi. Phúc, 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 Phúc. Nè Phúc. Các bạn. Đá xong thì theo quán tính là quay đi luôn. Quên mất là camera chưa quay cái cảnh banh vào thẳng lưới. Anh em thông cảm nha. Dạ. Một bàn đầu tiên sau dịch. Phải bằng lại vậy nè. Chưa dám bỏ ra. Hồi nãy ở nhà không có giọt mưa nữa. Là mới ào vậy á. Chạy qua đây đang chạy thấy lâm râm tới đây là mưa ra. Có cảm giác là mình đi đến đâu thì trời mưa đến đó thì phải. Và vừa có thêm một bàn thắng nữa. Phốc 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 bạn. Gót luôn bạn. À. Cú sút vừa rồi chưa đủ hiểm. Đi qua. Cú đá này thì thủ môn đã bó tay rồi. Nhưng bóng lại đi chệch cục dọc trong gang tấc. Thật là đáng tiếc. Còn cái nữa. Cười. À. Thứ hai. Thứ hai. Bạn ơi. Ok. Thôi bơi. Hay quá anh ơi. Pha khứa lòng rất tốt của hậu vệ mang áo số 5. Một đường cong quá đẹp luôn. Hả? 11 pro. Đội bạn không có gôn. Nên nhờ một gôn bên mình qua bắt dừng. À, có gôn
Dragon suit. Hay quá. Toàn xuống hút mô mà. Rồi, mình về giữa. Chạy về, chạy về. Ui, giữa bạn. Ồ, ghê vậy. À, không tới. Ok đây, hay quá. Chu. Quá hay quá rồi mày. Rồi tốt quá. Đây vậy. Quá được em. Chà. Quá. Kẹt kẹt kẹt. Thôi. Nhảy ngay ngửa 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 ngửa. Ô. Tiếp tao rồi. Đây đây đây. Hút. Chờ. Là ra ngoài quay. Đúng là sau chấn thương thì chân không còn ngoan như xưa được nữa. Cậu trắng này có vẻ đá bóng rất là tốt nè. Rê bóng chuyền bóng nhìn rất gọn gàng. Đây tao ơi. Tao. Nè phụ nè, phụ nè. Ăn. Ây da. Ủa, đứng trên đó làm gì vậy Phúc? Kèm thủ môn hả? Nó đứng chơi thôi, chứ không ra kia đâu. Nè nè nè, toan toan. Không chính xác. Hay thiếu người sao á? Vẫn là cầu thủ áo trắng giày vàng này gánh team đội bạn. Tỏ tao ơi, chết tôi. Ok. Ôi, à, trời ơi, Vũ ơi. Ây da. Phất xong quả này thấy gói hơi thốn tí xíu. Vẫn là anh chàng áo trắng giày vàng ấy, rất khéo léo. Sau khi đá trận này xong thì mình được biết là bạn này cũng tập quân khu 7,
chung lò với lại chủ sân. Vậy luôn. Ok. Đây. Má đâu mà giữa sao xa vậy ta? Ok. Ồ. Oh. Ấy da. Yeah. Chân trái. Lấy luôn. Bóng vừa dội cục dọc, may quá. Chạy mệt quá. Ây da. Rồi đây rồi. Tốt quá. Ủa, ông này ở đâu ra vậy? Vô rồi. Vô rồi. Vô rồi. Vô rồi. Móng hơi dài. Ơi, về lại Phúc, bước chậm, ok. Hay quá Phúc ơi, trời ơi. Chà, còn cái nữa. Trời ơi. Đuổi rồi, không giờ nổi. Mà không có người thay trời. Chết tôi. Bác. Nè. Oh. Giết gôn này phải ăn mới được. Cắt bóng vào trong để kéo hậu vệ theo, sau đó giật ngược ra lại để tạo khoảng trống. Cú đá có phần là may mắn khi bóng dội chân hậu vệ văng vào lưới. Nói chung là cũng hơi hên. Rồi, tự chơi, tự chơi. Tự chơi. Ấy chết. Đây là một lỗi thường mắc phải trong những trận banh ngày mưa bão. Anh em chú ý sử dụng gầm thật kỹ trong những ngày sân trơn bóng ướt như thế này nha anh em. Tự. Ok. Đó là một đường truyền tốt, nhưng mình không theo nổi. Chết tôi rồi. Căng cơ. Quá luôn, hay quá Tăng. Về lại. À. Sao hơi nhẹ. Ok, à, cho tôi. Người lớn. Nãy giờ ông lớn mình ra đá cái lớn. Chết luôn. Trời ơi. À. Còn cái nữa. Đẩy tay ơi. À. Luôn hay rồi. Đi mày ông tới đây. Tiếp. Oh.
ăn cái à. Một pha step over inside quá hay. Chủ sân xuất thân từ lò năng khiếu quân khu 7 ra mà, hỏi sao mà không khéo. Đá quà em vô. Hay quá. Ôi giời. Trời ơi. Chúng ngay cho cột dọc. Ây. Dọc dọc bạn. Và sau khi đá xong thì mình được biết bạn này tên là Nguyên, cũng xuất thân từ lò quân khu 7 ra. Phúc, 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 đẩy đã phúc, chết tôi. Phúc à. Pha này mà trở về thì đã có bàn thắng rồi, nhưng đời không như là mơ. Ok, thiết bị quay đã hết pin rồi, mình không thể nào quay được toàn bộ trận thi đấu này cho mọi người cùng xem được. Hy vọng một dịp khác thì mình sẽ quay được dài hơn, nhiều hơn như thế này. Ngay sân banh có quá trời huy chương cúp luôn. Đa số toàn là giải nhi đồng không phải. Đúng rồi. Giải nhi đồng không ạ? Quá dữ, quá dữ. Có chủ sân này luôn nè, là huấn luyện viên đúng không ta? Coi ơi, ở có hình với Công Phượng luôn nè. Quá dữ. Đạt giải Lotte. À, đây. Con Tum, thành phố Hồ Chí Minh. Quá dữ, quá dữ. Ok, đó. Mưa về đá mới đã nè. Ngoài vẫn còn mưa, mọi người nghỉ hết rồi. Ok. Thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh nha. Bye bye.